Và lúc ở đây, chương trình ơi, chương trình múa lân sư rồng để chúc mừng trong Parkinson số 81 phố Phan Đình Phùng xin được chính thức bắt đầu. Kính thưa quý vị, kênh của thân mến, lân sư rồng chính là hình ảnh của phục lân sư tử, là con rồng ba vật mà được trưng cho sức mạnh, sự thịnh vượng phát đạt, hạnh phúc, thành công. Chính vì vậy mà lân sư rồng luôn là vào dịp các ngày lễ lớn như khai trương, lễ tết trung thu hay những công việc quan trọng để cầu mong cho bình an, cầu mong cho sự thành công, may mắn. Và tất nhiên đây là sự mến khách, hiếu khách của Parkinson trong buổi chiều ngày hôm nay. Lân sư rồng là sự biểu tượng của may mắn, là sự hạnh phúc, là sự thành công trong cuộc sống. Và ngày hôm nay tại Parkinson, lân sư rồng đã chúc mừng cho cửa hàng ngày càng làm ăn phát đạt, chúc mừng cho cửa hàng ngày càng làm ăn thịnh vượng. Chúc cho khách hàng của chúng ta luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách hàng. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta nhanh chân trở lại với Parkinson, trở lại 81 phố Phan Đình Phùng để chương trình tri ân khách hàng của chúng tôi xin được chính thức bắt đầu. Quý thân mến, nói đến khai trương là một đầu tiên của một việc làm ý nghĩa, là việc làm rất là quan trọng trong tất cả các chương trình của chúng ta. Nói đến tiết mục múa lân sư rồng khai trương, lân sư rồng chính là hình ảnh của một lân sư tử, là một con rồng ba con vật mang đến sự tự tin, sức mạnh, mang sự thịnh vượng phát đạt, hạnh phúc, thành công. Chính vì vậy mà dân gian chúng ta từng tổ chức múa lân sư rồng vào các dịp như lễ tết khai trương, vào các dịp trung thu để mang lại cho may mắn, mang lại bình yên, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh cho tất cả các vị khách quý, mang lại sự hạnh phúc cho tất cả toàn thể quý nhân dân, quý khách hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Và với phương châm của Parkinson, với múa lân sư rồng ngày hôm nay là chúc cho tất cả các vị khách quý, chúc cho tất cả các vị khách hàng luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Chúc cho các vị có một buổi tối ngày hôm nay tại Parkinson lựa chọn cho mình được chiếc trang phục thật ưng ý nhất, phù hợp nhất để đem lại cho cuộc sống mến thương của chúng ta ngày càng được hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng kính mời. Phục lân sư tử là những con rồng thể hiện được sự sức mạnh, đoàn kết, ý chí của dân tộc của Việt Nam. Ba con vật này được trưng cho sức mạnh, cho sự thịnh vượng, cho bình đẳng, hạnh phúc và cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Và với hiện diện của lân sư rồng là biểu tượng của sự may mắn, biểu tượng của sự đoàn kết, biểu tượng của sự thành công hơn nữa trong các lĩnh vực của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa trong các dịp ngày lễ như khai trương, lễ tết, làm trung thu của các em thiếu niên nhi đồng. Và ngày hôm nay múa lân sư rồng cũng đã trở về đây tại Parkinson. Nơi đây chúng ta cùng thể hiện sự đoàn kết tinh thần, đặc biệt hơn nữa mang lại sự may mắn cho toàn thể quý vị khách hàng, mang lại sự may mắn cho toàn thể quý vị khách quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi chương trình múa lân sư rồng là chương trình giờ vàng khai trương, giờ vàng giảm giá cực sốc tại Party Shop trong buổi chiều ngày hôm nay, có những mặt hàng của chúng tôi giảm giá đến 50-70% để cho quý vị chúng ta được tha hồ lựa chọn cho những sản phẩm uy tín, những sản phẩm lịch lãm, những sản phẩm đồng hành với cuộc sống hiện tại của tất cả quý vị khách quý, để chúng ta cùng dành tặng cho tất cả người thân, cho gia đình và cho anh chị em. Xin được trân trọng kính mời. Lân sư rồng là hình ảnh tượng trưng cho lúc vườn xuất vầy sư tử, con rồng ba con vật được trưng cho sức mạnh, cho sự thịnh vượng phát đạt, hạnh phúc và hạnh thông. Chính vì vậy mà dân gian luôn có tổ chức múa lân sư rồng vào các dịp lễ lớn như dịp lễ khai trương, tết trung thu, tết cổ truyền, để chúng ta cùng đem lại những may mắn, những ấm no, hạnh phúc, mang lại cho cuộc sống mến thương của chúng ta ngày càng phát đạt, ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Và ngày hôm nay tại Parkinson, chương trình khai trương cơ sở duy nhất tại 81 phố Phan Đình Phùng, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách hàng, chúng ta nhanh chân trở lại với
về trung tâm, từ chúng ta cùng lựa chọn cho mình những trang phục tương thích nhất, phong cách phù hợp với cuộc sống hiện tại của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là tại giờ vàng khai trương, tất cả các mặt hàng của Babyshop giảm giá từ 50-70% trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ. Kính chào tất cả quý vị khách quý thân mến. Một lần nữa thì xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng chiêm ngưỡng những màn múa lân sư rồng rất là đặc sắc ngày hôm nay. Lân sư rồng chính là hình ảnh của phần lân sư tử, con rồng là ba con vật mạnh nhất, tượng trưng cho sức mạnh, thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, thành thông. Chính vì vậy mà dân gian đã tổ chức múa lân sư rồng vào các dịp lễ Tết, khai trương, múa trung thu cho các em thiếu niên nhi đồng để đem lại sự may mắn, ổn định, hạnh phúc, đem lại sự may mắn cho chính cuộc sống của tất cả quý vị khách quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong những chương trình múa lân sư rồng gần kết thúc thì là chương trình thời gian dành cho tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng tham quan gian hàng. Tại đây các mặt hàng của chúng ta sẽ được giảm giá trực tiếp, giảm giá từ 50-70% để cho tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất, lịch lãm nhất để đem lại thời gian cũng như của cuộc sống, để chúng ta cùng đem lại ấm no của cuộc sống của chúng ta. Để từ đó chúng ta có thể dành tặng cho tất cả người thân, dành tặng cho tất cả các quý vị khách quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn. Kính chào quý vị khách quý thân mến. Babyshop, hệ thống thời trang xuất khẩu, là đối thủ của các thương hiệu thời trang hàng đầu quốc tế, được sản xuất tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế với mẫu mã đa dạng, mang đậm phong cách Bali năng động, hiện đại, dễ dàng kết hợp, giúp bạn dễ dàng khẳng định được mình, phong cách của mình, thời trang của chính mình. Tham gia ngày tuần vàng tri ân mua sắm hàng thu đông cùng với cả Babyshop, chương trình khuyến mại lớn nhất chưa từng có tại cửa hàng của hệ thống Babyshop, với rất nhiều mẫu mã thiết kế thời thượng đang được giảm giá cực sốc từ 50-70% tại gian hàng ngày hôm nay. Babyshop, hệ thống thời trang xuất khẩu với tên chỉ mang sản phẩm hàng thương hiệu quốc tế, với giá Việt cho mọi nhà ghé thăm quan mua sắm tại hệ thống cửa hàng của Babyshop để mang lại cho mình thiết kế chất lượng khác biệt trong bộ sưu tập mới nhất hiện đại với giá rẻ bất ngờ, hàng ngàn khuyến mại. Mua ngay thiết kế thời trang thu đông cho năm 2020. Nhanh tay lên nào quý vị ơi, nhanh tay lên nào quý vị ơi. Vâng ạ, như vậy chỉ còn một ít phút nữa thôi là chương trình khai trương giờ vàng của Babyshop sẽ được chính thức bắt đầu. Vậy xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị khách hàng, trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tham quan tại gian hàng duy nhất tại 81 phố Phan Đình Phùng ngày hôm nay với chương trình khai trương giảm giá giờ vàng ưu đãi, nhiều thiết bị, nhiều sản phẩm giảm giá lên tới 50-70% trong giờ vàng của chiều ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay chương trình múa lân sư rồng để đem lại sự may mắn, đem lại sự phồn vinh, đem lại sự hạnh phúc tới cho Babyshop, đem lại sự hạnh phúc tới tất cả quý vị khách hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta nhanh chân trở lại với các sở riêng ấp 81 phố Phan Đình Phùng để trở lại với Babyshop trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.